cánh trái ngược trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn đi qua Đồng Nai, huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa, nơi thi công tấp nập, nơi còn vướng phải mặt bằng. Chào mừng cả nhà đến với lại kênh review hạ tầng miền Nam, nơi những thông tin gửi đến cả nhà mới nhất. Cả nhà yêu mến, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để biết hơn về hạ tầng miền Nam. Hôm nay kênh rất vui khi được gửi đến cả nhà về tiến độ mới nhất ở tại nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đoạn tiếp giáp với đường cao tốc Long Thành Dầu Dây Hồ Chí Minh, và đây cũng là điểm trục chính đường đi vào sân bay quốc tế Long Thành. Mời cả nhà cùng xem video chi tiết. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ký hiệu toàn tuyến là CT13, là dự án đường cao tốc tại miền Đông Nam Bộ Việt Nam. Đường cao tốc này khi hoàn thành dự kiến sẽ nối Đồng Nai với Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có tổng chiều dài toàn tuyến là 76 km. Bộ Giao thông Vận tải được chia dự án làm hai giai đoạn, theo đó giai đoạn 1 của dự án là đoạn từ Biên Hòa đến Phú Mỹ dài 53,7 km với quy mô là 4 làn xe, mặt cắt ngang là 17m. Giai đoạn này bao gồm 34,2 km là cao tốc phía Đồng Nai và 19,5 km là cao tốc phía Bà Rịa Vũng Tàu. Giai đoạn 2 từ tuyến tránh quốc lộ 56 đến đường ven biển thành phố Vũng Tàu. Trong đó đoạn từ Vũng Vằng đến thành phố Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tách, điều chỉnh thành đường địa phương tại văn bản số 813/TTG/CN ngày 30 tháng 6 năm 2020. Trong video ngày hôm nay, hạ tầng miền Nam gửi đến cả nhà vị trí nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc Long Thành Dầu Dây Hồ Chí Minh được ký hiệu là nút giao T2. Đây được xem là một nút giao lớn trọng điểm kết nối giữa các tỉnh ở miền Bắc, Trung và Tây Nguyên đi về sân bay quốc tế Long Thành, và đặc biệt nhất là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi về sân bay quốc tế Long Thành qua cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Cùng trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua Đồng Nai, nhưng hiện trạng thi công tại huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa lại trái ngược nhau, nơi đang thi công, nơi vẫn chờ mặt bằng. Theo ghi nhận của Vietnamnet, trong những ngày đầu tháng 10, công trường ở đoạn huyện qua Long Thành gồm 9,8 km dự án thành phần 1 và 18 km dự án thành phần 2 có mặt bằng sôi đổ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, đơn vị đã phê duyệt phương án bồi thường cho 726 trên 1.020 trường hợp ở dự án thành phần 1, đạt 84%. Với dự án thành phần 2, địa phương đã phê duyệt bồi thường cho 1.595 trên 1.758 trường hợp, đạt 86%. Đến nay, huyện đã chi trả bồi thường cho gần 1.500 trường hợp, bàn giao 175 trên 232 diện tích đất cần thu hồi. Trong khi đó, ở đoạn cao tốc thành phố Biên Hòa dài hơn 6 km, các hộ dân vẫn chưa di dời, nguyên nhân chính là do công tác đền bù, bố trí tái định cư cho người dân vẫn chưa hoàn tất. Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết dự án có 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương đã phê duyệt bồi thường cho 585 trường hợp, trong đó có 210 hộ dân đã được chi trả tiền bồi thường khoảng 710 tỷ đồng. Địa phương đã ban giao gần 30 trên 59 ha, diện tích đất thu hồi đạt 50%. Trước đó, tỉnh Đồng Nai cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 10 tới. Để đảm bảo cột mốc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu sẽ được khen thưởng, ngược lại những đơn vị chậm tiến độ sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật, ông Đức nhấn mạnh. Trái ngược hoàn toàn với đoạn cao tốc qua tỉnh Đồng Nai thì đoạn cao tốc qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến nay đã dần hình thành, đang chờ đấu nối với đoạn cao tốc qua tỉnh Đồng Nai. Hiện dự án đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 4 năm 2025. Chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video tới đây. Cả nhà yêu mến, đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ. Cảm thấy video hay, hãy nhấn subscribe kênh để tiếp tục theo dõi về những video tiếp theo để cập nhật thông tin mới nhất về hạ tầng miền Nam. Xin chân thành cảm ơn cả nhà. Mời cả nhà xem tiếp những đoạn video còn lại.
di chuyển thêm 1 km nữa là sẽ gặp ngay điểm nút giao, điểm xuống sân bay quốc tế Long Thành và đi tiếp. Đó là mình sẽ gặp cái điểm nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành và đi về bên thành phố Bà Rịa.